Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Các bạn có thể thấy là còn vài ngày nữa thôi, 3 ngày 22 giờ là bắt đầu kết thúc sự kiện rồi. Sự kiện sắp tới diễn ra cũng khá là dữ dằn dện nha. Đó chính là xuất hiện những cái loài cá mới như thế này. Ta-da! Xịn xò, tới công chuyện đi bắt cá luôn. Nhưng mà hổng rài á là các bạn thấy mình mở hộp lá phong giúp fan đúng không? Mỗi lần mấy ngàn hộp luôn mà lần nào cũng ra là đủ bộ nha mọi người. Vừa ra xe nè và vừa ra full bộ đồ luôn. Quá sướng luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà hôm nay với cái ạc chính của mình nha các bạn. Còn vài ngày cuối nữa thôi thì hết sự kiện rồi. Nhưng hôm nay thì mình sẽ dành 24 giờ mở lá phong. Đó, 24 giờ mở lá phong nha. Và ở đây là không biết là mình có hên hay không, nhưng mà mở giúp fan là full bộ, full xe hết luôn đó. Trước tiên ở clip này mình sẽ tặng quà cho mọi người nha. Thì có rất là nhiều bạn còn thiếu cái cánh á, mọi người kêu mình tặng quá trời luôn. Nên là bạn nào muốn mình tặng cánh á thì comment ở bên dưới. Còn bạn nào muốn mình tặng thỏi vàng á thì cũng comment ở bên dưới luôn nha mọi người. Nếu mà bạn có cánh rồi á thì bạn comment là lấy thỏi vàng, còn không có cánh á thì các bạn có thể lấy cánh. Đó, có thể chọn một trong hai cái. Thích cái nào thì chọn cái đó luôn. Và cái bước tham gia thì mình sẽ để dưới phần comment cho các bạn nha. Ok la, tiếp theo là hành trình mở hộp. Mở cho người ta hơi lắm, không biết là mở cho ạc mình như thế nào. Ở đây mình tích góp được 500 cái lá phong nè. Trước đó thì cũng nhiều lắm nhưng mà mình mở lắc nhắc nhỏ nhỏ cho nên là còn 500 lá thôi. Hy vọng là sẽ hên nha, xin vía ra chiếc xe. Chuẩn bị bắt đầu nè. Mở cho người ta thì áp lực, kiểu phải theo yêu cầu. Còn mở cho ạc mình thì hơi rung nha. Trời ơi, chồng sách, sao cứ gặp tôi này cho sách là sao ta? Sách với à, đó, thấy chưa, sách với gạch đá không thôi. Mình sẽ mở từ từ chậm rãi cho mọi người. Từ từ để cái hộp nó nhúng nhảy cái đã. Lại chồng sách nữa. Mình không có mở liên tiếp được, mình phải đợi nè, cho nó hộp nó lâu lâu một xíu. Đó, trời ơi, cái mũ liền luôn. Ghê không? Nhiều khi mình bấm liên tiếp hoài nó kiểu biết mình có nhiều hộp đó các bạn. Đó, cho nên là các bạn để lâu một tí xíu. Đó, đèn đường nè. Lúc mở nhanh, lúc mở chậm nha. Đồng nuôi xanh, nhìn là ám ảnh liền luôn. Quá trời quá đất. Lại cục gạch. Từ từ mình mở xương vài cái đó để lâu lâu. Ui, một đôi giày thôi mà giày mình có nhiều rồi các bạn ơi. Tới 7-8 đôi rồi. Không biết sao mắc gì chơi giày tôi quá trời. Gạch nữa nè. Mình mở xương test thử vài cái. Thật ra rất là teo nha. Chỉ có 500 lá, 500 hộp. Ơ, gì 50 hộp thôi. Lần trước mở 3.400 lá phong, tương đương với là 340 hộp, giết vợ tôi quán rồi. Sẵn luôn mọi người. Cái gì mà gạch đá không vậy? Chiếc xe đi. Thiệt luôn á, bốc thăm ặc mình sao có sự rung không hề nhẹ các bạn à. Chỉ vỏn vẹn 50 hộp thôi cho nên là những ngày cuối hình như mình thấy là tỷ lệ nó rất là thấp luôn á. Hay do mình xu ta, không lẽ cái tên nó vẫn ám mình trời. Ở đây chúng ta còn 331 lá thăm nữa.
ơi, giờ thì chỉ còn có 10 cái hộp bắp rang cuối cùng thôi các bạn à, cho nên là mình quyết định đi về Việt Nam nha, về nơi chung rêu cắt rốn đồ mở cho nó hên, lấy hên đồ. Ở đây xu quá các bạn ạ. Ok la, sau khi mà về tới nơi thì mình quyết định là đứng ngay sân bay để mở ra luôn. Đó, lấy hên ngay sân bay luôn nha các bạn. Vô, 10 lát cuối cùng. Đúng rồi, đúng rồi. 10 lát cuối cùng không biết là có hên hay không đây. Trời ơi, số nhỏ rồi. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh. Lại là sách. Sao không hiểu sao cái ạc này tôi ra nhiều sách ghê luôn á. Thường thường bắt thăm mấy ngàn cái cũng ra sách lắm mọi người. Thấy chưa, nữa thấy chưa. Sách hoài luôn, auto sách luôn rồi. Còn 3 cái bóc thăm cuối cùng. Rồi hiểu luôn. Cái thứ hai các bạn. Ôi, cái cuối cùng. Một màu im lặng bao trùm. Cái này mình sẽ để nó nửa tiếng nữa mình mở nha các bạn. Đó. Nửa tiếng nữa nha. Chắc chắn là sẽ ra chiếc xe luôn. Ui, 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 quá quá chiếc xe các bạn ơi. Ôi, con tim tôi đang quá men. Ô là trời, không thể tin được luôn á. Giỡn với các bạn thôi, nhưng thật ra đây mới là sự thật. Quá là buồn. 500 lá phong của tôi. Thôi xong rồi. Lại tiếp tục là hành trình su cà na nữa rồi các bạn. Hình như cái tên nó vẫn còn ám mình. Rồi xong luôn. Su quá trời su à. Tôi đau đớn. Tôi ngục ngã từ đây. Mẹ ơi, su quá gì trời. Giờ còn 3 ngày không lẽ mình lại cày lá phong tiếp. Quá là su luôn mọi người ơi. Tận 50 hộp mà cứ ra dài không, trong khi là dài có 6-7 đôi rồi. Thấy nó éo le chưa. Giờ không biết sao luôn á, giờ không lấy cài lá phong lại trời. Trời ơi các bạn nhìn nè, đính con ong mà nó còn không thèm chích mình luôn kìa, thấy chưa. Đính con ong đứng gần như vậy mà nó không thèm chích mình luôn. Thôi chắc giờ mình phải đi săn lá phong tiếp rồi các bạn ơi. Quá là buồn. Hẹn gặp lại các bạn ở lần bốc thăm tiếp theo. Bye bye.